Ý nghĩa của việc đi lễ chùa đầu năm. Đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, no đủ, là dịp để vun đắp cho tinh thần của người Việt thêm yêu và trân trọng giá trị cội nguồn. Về nơi cửa Phật, lòng người sẽ lắng lại, thanh thản, nhẹ nhàng và bình yên. Cần tránh những điều này khi đi lễ chùa đầu năm. Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, việc đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt bao đời nay. Tuy nhiên, dưới đây là một trong những điều mà mọi người cần phải lưu ý. Theo dân gian, đây là ngày đầu tiên của tháng, mọi người nên đi lễ chùa vào đầu năm, vào ngày này, đó là ngày mùng 1 Tết, cầu cho mưa thuận gió hòa. Ngoài ra, việc đi lễ chùa đầu năm vào dịp Tết sẽ tượng trưng cho sự mong cầu một năm bình an, may mắn, thành đạt. Khi đi lễ chùa đầu năm, nếu có dâng lễ thì phải kính cẩn dùng hai tay dâng lễ vật, kính cẩn trọng đặt lên bàn chính. Sử dụng đồ của chùa như là ăn uống, thụ lộc nên lưu công đức dù ít hay nhiều. Không để trẻ em chạy loạn tam bảo, nghịch ngợm các đồ tế khí, sờ mó tượng Phật. Không được tùy ý làm ồn hoặc nói những lời bất kính đối với Phật, Thánh. Cũng không được có thái độ thiếu kính như tùy tiện dùng tay chỉ chỏ vào tượng Phật. Khi bước đi không nên cắt ngang qua mặt những người đang quỳ lại. Muốn làm lễ thì không nên quỳ phía sau những người đang đứng thắp hương. Không đặt lễ mặn ở khu vực chính. Không mặc đồ hở hang khi đi lễ chùa đầu năm. Không nên đặt giấy công đức lên bàn thờ. Đặt nặng quan niệm thắp hương trong chùa. Đừng quan niệm phải đốt hương và mã ở trong chùa mới thiêng. Điều này có thể gây ảnh hưởng tới tượng Phật, pháp khí, thậm chí là gây hỏa hoạn. Không lấy cành lộc mang về đặt lên bàn thờ nhà mình. Đi lễ chùa nên mặc gì? Tuyệt đối không mặc đồ hở hang, đồ có thể nhìn xuyên thấu. Không nên diện những trang phục sành điệu đi chùa, chẳng hạn như quần bó sát, quần giả váy, v.v. Có thể nó không hở hang nhưng lại gây phản cảm cho người nhìn. Không mặc quần lửng, mặc váy, quần tất lưới đi chùa vì vừa mất mỹ quan lại thiếu sự tôn kính ở nơi thờ Phật. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, kính chúc toàn thể bà con cô bác có một năm dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Và sau đây kính mời quý bà con cô bác cùng theo dõi một số hình ảnh tại chùa Hải Phước An, xã Lạc Hòa, Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.